Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 25 tháng 8 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ gặp quý nhân nâng đỡ nên công việc làm ăn kinh doanh thuận lợi hơn bao giờ hết. Cấp trên nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc và đang cất nhắc giao thêm cho người tuổi tí nhiều trọng trách mới. Tình cảm, phần trình tình cảm kém sắc, người tuổi tí mãi mê chạy theo sức hút của đồng tiền và danh vọng mà vô tình bỏ quên tình yêu của mình. Nếu còn giáp này không sớm tìm cách cân bằng lại mọi thứ thì e rằng sẽ thật khó để duy trì tình yêu này. Tài chính, vận trình ta lộc vượng phát, cơ hội kiếm tiền, được một số tiền lớn từ công việc kinh doanh dành cho người tuổi tỷ là rất nhiều nên tận dụng thời cơ này. Cẩn trọng, đánh đổi từ rất nhiều thứ, từ sức khỏe cho tới thời gian. Tuổi giáp tỷ không nên tự cho mình là đúng. Tuổi bính tỷ công việc diễn ra suôn sẻ như ý tuổi mậu tý dễ mắc bậy của kẻ tiểu nhân tuổi canh tý không nên làm hộ việc ở cơ quan cho người khác tuổi nhâm tý không cần phải cố gắng vì những người xa lạ con số may mắn số 28, số 3, màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi tuất hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Phận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả. Điềm bảo con dắp này dễ gặp thất bại trong công việc. Nguyên nhân lớn nhất của việc này xuất phát từ sự bất ổn trong tinh thần của những chủ trâu. Bản mệnh có thể nghỉ ngơi một thời gian tìm lại nguồn cảm hứng cho mình trước khi muốn quay trở lại với công việc. Tình cảm Phận trình tình cảm ít nhiều biển động, tác động của đào hoa xấu giữa các cặp đôi vẫn còn tồn tại nhiều khoảng cách vô hình. Đó có thể là bởi vì con giáp này chưa thật sự mở lòng và sẵn sàng để đón nhận mối quan hệ mới. Tài chính, phận trình tài lộc lên xuống bất ổn. Đây là lúc người tuổi sủ cần phải xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mình để đề phòng những tai họa bất ngờ. Cẩn trọng, đánh mất nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống tội ất sửu không nên chủ quan ngay cả trong việc quen thuộc tội đinh sửu công việc diễn ra suôn sẻ như ý tội kỹ sửu nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra tội tân sửu nên cảm ơn người đã cho mình mượn tiền lúc khó khăn tội quỹ sửu càng có nhiều sự lựa chọn càng ít hài lòng với quyết định của mình con sổ may mắn số 5, số 1, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Đứng trước khó khăn, thách thức, còn giáp này đều nhanh chỉ tìm ra cách xử lý khéo léo, những chủ hộ từng bước khẳng định năng lực bản lĩnh của mình khi lần lượt chinh phục hết đỉnh cao vinh quang này tới đỉnh cao vinh quang khác. Tình cảm Vân Trinh tình cảm gặp nhiều sóng gió, đối mặt với đào hoa dữ rây ra cho con giáp này không út không ít xung đột cãi vã. Vợ chồng không hiểu ý nhau, ai cũng chẳng muốn mở lòng chia sẻ và hóa giải khúc mắc nên mâu thuẫn cứ thêm chồng chất. Tài chính, Phần trình tài lộc tư sản, khả năng kiếm tiền của con nhấp này vốn không thể che trách vào đâu được. Cẩn trọng, tiếc nuối vì những quyết định thiểu sản xuất đánh mất nhiều cơ hội quý giá. Tuổi, giáp dần, dùng tiền để đo lòng người. Tuổi, bình dần, cố gắng nắm bắt cơ hội ở trước mắt. Tuổi, màu dần, đôi khi sự im lặng lại có tác động mạnh mẽ nhất. Tuổi, canh dần, đừng mong sự giúp đỡ từ người khác. Tuổi nhâm dần Gần đây ngủ không sâu giấc. Con số may mắn, số 48, số 2, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Đường công danh của người tuổi này đang có triều hưởng tăng tiến. Đó cũng là kết quả xứng đáng cho những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Do đó bản mệnh đừng ngại ngần, hy sinh và cố gắng kiên trì để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Tình cảm Phần trình tình cảm chưa đi tới đâu, hiểu lầm tạo ra không ít lục đục và xung khắc trong mối quan hệ giữa các cặp đôi. Con người độc thân vì mãi mê với công việc nên cũng không để tâm ý dành cho chuyện yêu đương. Tài chính Phần trình ta lọc dò dâu, bên cạnh thu nhập đến từ công việc chính thì người tuổi Mão có thêm những khoản thu rủng rỉnh từ các nghề tay trái. Cẩn trọng, tính cách nóng nảy, lời nói khó nghe, dễ phật lòng người khác. Tuổi Ất Mão. Đánh giá tình hình nhanh chóng, mới đạt hiệu quả cao trong công việc. Tuổi tinh Mão, đây là thời điểm thích hợp để đưa ra những quyết định đầu tư. Tuổi Kỷ Mão, nếu muốn được hạnh phúc, bạn cần yêu chính bản thân. Tuổi Tân Mão, công việc có sự lộn xộn khó sắp xếp. Tuổi Quý Mão, không tin tưởng quyết định của bản thân. Con số may mắn số 24, số 29, màu sắc may mắn màu đen, màu nâu. Quý nhân phù trợ, tuổi mùi. Năm, tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tiến triển như ý. Nhờ cỏ tam hợp cục nâng đỡ mà mọi kế hoạch dự định của con giáp này đều tiến triển suôn sẻ. Những chú rồng có thể an tâm gạt bỏ nỗi lo của mình để nghỉ ngơi, đồng thời tranh thủ cơ hội này để triển khai các mục tiêu mới. Tình cảm, vận trình tình cảm được mùa thăng hoa may mắn được quý nhân soi đường dẫn lỗi mà người tuổi thìn có thể nhanh chóng tìm thấy được mỗi nhân duyên tốt đẹp. Chỉ cần bản mệnh mạnh dạn thêm tí nữa thì hai người có thể tiến thêm một bước dài. Tài chính Vận trên tài lộc vô cùng rực rỡ, đặc biệt là những người đang làm công việc buôn bản kinh doanh dễ thu về khoản lợi nhuận khủng. Cẩn trọng, tránh chủ quan mà trao lầm niềm tin cho người khác. Tuổi giáp thân không có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Tuổi bình thân, hãy học cách chấp nhận mọi bất hạnh đến với mình. Tuổi mậu thân, cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Tuổi canh thân, bạn phải nếm trải đau khổ mới hiểu hết lòng người. Tuổi nhâm thân, hôm nay đừng để bản thân suy nghĩ tiêu cực. Con số may mắn số 8 số 77, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, may mắn. Do gặp ngày lục hợp nên con giáp này sớm tìm ra được cho mình hướng đi phù hợp với năng lực và thực lực của bản thân. Cùng với sự dẫn dắt của cấp trên, người tuổi tỵ sớm phát huy được thấy mạnh thêm mận của bản thân. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút kém sắc, đây là lúc con giáp này nên quan tâm nhiều hơn tới tình cảm, suy nghĩ của nửa kia. Tình yêu khi có sự cho đi thì ác sẽ được đáp trả bằng hạnh phúc ngọt ngào. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến. Đối với phương diện tài chính, con giáp này không cần phải lo lắng nhiều nhờ vào nguồn, nguồn thu nhập rủng rỉnh trong hôm nay cẩn trọng, đừng chỉ biết ích kỷ nghĩ tới cảm xúc của bản thân. Tội, ất tỵ không nên quá khắc khe với những người xung quanh. Tội, trinh tỵ mâu thuẫn gây gắt với đồng nghiệp. Tội, kỹ tỵ bạn ghét người ta nhưng chắc gì người ta đã biết. Tội, tân tỵ khi một cuộc tranh cãi nổ ra, tốt nhất bạn nên im lặng. Tội, quỷ tỵ ăn ở hiền lành, dễ có bạn bè phương xa đến chơi. Con sổ may mắn số 28, sổ 22, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 7. Tứ vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hôm cát đang xen Việc con giáp này xem nhẹ và nhẹ dạ cả tin quá mức cũng dễ trở thành lý do để kẻ xấu lợi dụng và trục lợi cho mình. Trong quá trình tìm hiểu đối tác, người tuổi ngọ tốt nhất là nên tham khảo ý kiến từ những người đi trước trong cách nhìn người. Tài chính, vận trình tài lộc có điềm bảo hào hụt đối với các quyết định liên quan tới tài chính tốt nhất bản mệnh nên cân nhắc thật thận trọng. Tình cảm, vận trình tình cảm có chút mâu thuẫn, đào hoa dữ gây ra nhiều mâu thuẫn cho mối quan hệ yêu đương của các cặp đôi tình cảm dần già sẽ rạn nứt vì người trong cuộc thiếu đi ý muốn hòa giải gắn kết. Cẩn trọng, bỏ lỡ tình yêu chỉ vì coi trọng cái tôi cá nhân quá mức. Tuổi giáp ngọ, giữ tinh thần sản xuất để đưa ra quyết định chuẩn xác. Tuổi bính ngọ, nếu bạn có gì khó chịu trong người cứ nói ra tất cả. Tuổi mậu ngọ, có những chuyện nên im lặng để yên bình. Tuổi canh ngọ nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tuổi nhâm ngọ hãy cố gắng phát huy hết tất cả những gì mình đang có. Con sổ may mắn số 17, số 50, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng khó khăn dự bảo con đường sự nghiệp có điềm bảo tuột dốc không phanh nếu những chú dê vẫn tiếp tục lơ là bất cẩn trong quá trình xử lý công việc thì lo sợ rằng sẽ còn nhiều tai họa xảy đến tình cảm phần trình tình cảm chậm chân tại chỗ người độc thân chọn đóng chặt cánh cửa trái tim gặm nhắm quá khứ nên bỏ lỡ không ít cơ hội hẹn hò đáng quý đã đến lúc bản mệnh cần phải nuông chiều cho cảm xúc mới mong có được hạnh phúc Tài chính, vận trình ta lọc đi xuống. Những quyết định thiểu sản xuất gây ra cho người tuổi này những cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Cẩn trọng, đừng quá khắc khe với bản thân mình. Tuổi ất môi, có thể gây hận với đồng nghiệp và bạn bè xung quanh. Tuổi đinh môi, cố gắng học cách trung hòa với người khác. Tuổi kỷ môi, lo chuyện của mình chưa xong mà đã lo chuyện người ta. Tuổi tân môi miệng ăn nói không giỏi nhưng hậu đậu trong công việc. tuổi quỷ môi không bao giờ là quả muộn để suy nghĩ lại. Con số may mắn số 9, số 72, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão. chính Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. May mắn rằng còn giáp này sớm tìm ra được thế mạnh của mình và có những phương hướng phát triển đúng đắn. tuy nhiên người tuổi thân đừng quả tự mãn mà không xem ý kiến của người khác ra gì kẻo gây hòa cho mình. tình cảm vận trình tình cảm hài hòa ấm êm tuổi thân và nửa kia đang có những giây phút ngọt ngào lãng mạn cùng nhau. hai người yêu nhau bằng những cảm xúc chân thật sẵn sàng chia sẻ và bao dung cho những thiếu sót của đối phương. Tài chính, vận trình tài lọc tăng tiễn bất ngờ, người làm kinh doanh buôn bản phát tài nhanh chóng nhờ cỏ thần tài nhập mệnh. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề bất lợi do ảnh hưởng của thời tiết. Tuổi giáp thân, đi ra ngoài bạn sẽ học thêm được một vài điều lạ. Tuổi bình thân, giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Tuổi màu thân, tránh thả trôi theo cảm xúc. Tuổi canh thân, công việc mới thì là thử nuôi sống bạn bây giờ. Tuổi nhâm thân, tinh thần phấn khởi hơn mọi ngày. Con số may mắn số 5, số 82, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu Công việc Phần trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra cho trải dễ dàng. Những thành quả có được trong hiện tại được xem là động lực để người tuổi này tiếp tục chinh phục ước mơ của mình. Tuy nhiên, người tuổi này đừng quá phụ thuộc vào vận may mà nên tự cố gắng xây sẻ tốt hơn. Tình cảm vận trình tình cảm tiến triển rực rỡ, nhờ cỏ quý nhân soi đường chỉ lỗi mà người tuổi giàu sống ngày tìm được tri kỷ cho đời mình. Chuyện tình yêu ngọt ngào phiền mạng của các cặp đôi nhanh chóng trở thành khao khát của không ít người. Tài chính, vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, cơ may tài lộc bất ngờ góp phần giúp bản mệnh nâng cao tốt cho chất lượng cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng, tránh chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Tuổi Ất Dậu không nên tự cao tự đại dù đạt được thành tựu. Tuổi Đinh Dậu không nên to tiếng với người thân. Tuổi kỹ dậu cần xem lại cách nói chuyện với con trong lúc nóng nảy. Tuổi tân dậu hãy làm công việc mà bản thân thấy thoải mái. Tuổi quỷ dậu cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Con số may mắn số 11, số 29, màu sắc may mắn màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 11, tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc phần trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra khả quan may mắn được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên con giáp này sớm tìm được cơ hội thăng tiến rõ rệt trong công việc bản mệnh mạnh dạng mạo hiểm với các quyết định trong ngày và sẵn sàng chịu trách nhiệm đến cùng nếu kết quả không được như mong đợi tình cảm phần trình tình cảm được dịp khởi sắc Tử vi ngày hôm nay nhận thấy người tuổi tuất đang có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng độc thân hiện tại. May mắn nâng đỡ còn góp phần vào việc hàng gắn những vết nứt trong mối quan hệ giữa các cặp đôi. Tài chính vận trình ta lộc vô cùng vững sắc. Con giáp này có thể an tâm hơn trong việc chi tiêu mà không cần phải lo lắng tới vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, còn quả dựa dẫm vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác tuổi giáp tuất nên có niềm tin vào năng lực bản thân tuổi bính tuất bạn cần quan tâm đến công việc hơn tuổi mậu tuất không nên tự phức tạp hóa vấn đề tuổi canh tuất không sao cả ai rồi cũng sẽ có lúc đưa ra quyết định sai lầm tuổi nhâm tuất mọi chuyện rồi sẽ đầu vào đó như ý bạn muốn con số may mắn số 2 số 32 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần 12 tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả điềm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám nên con giáp này dễ trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán nói xấu bản mệnh có thể chọn cách bỏ qua và chỉ tập trung cho công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tình cảm phận trình tình cảm có chút xảo trộn gặp điều xô xẻo nên mỗi quan hệ tình cảm không được thuận lợi ấm êm cho lắm cả hai đau đầu và mâu thuẫn quyết liệt vì những áp lực do người ngoài cuộc tạo ra tài chính vận trình tài lộc bất ổn điều này đòi hỏi con nháp này cần phải sớm xây dựng kế hoạch quản lý tài chính khoa học và hiệu quả cẩn trọng tình trạng mệt mỏi căng thẳng kéo dài ảnh hưởng tới tinh thần tội ất hại, dễ dàng thất vọng và từ bỏ cơ hội trước mắt. Tội tinh hại, thường cảm thấy cô đơn, không ai có thể hiểu, có thể chia sẻ. Tội kỹ hại, thích những nơi yên tĩnh hơn là trốn đông người. Tội tân hại, cần tự tin hơn với năng lực của bản thân. Tội quý hại, suy nghĩ nhiều, rất để ý tới những lời nói tâm trạng của người khác. Con số may mắn số 24, số 12, màu sắc may mắn màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Môi